Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin đáng chú ý trong bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ năm, ngày 3 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tổ giám sát số 2, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã về giám sát việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tại thị xã Mỹ Hảo. Những năm qua, thị xã Mỹ Hảo đã chú trọng thực hiện chính sách giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hàng năm, 100% số học sinh trung học cơ sở được định hướng nghề nghiệp. 5 tháng đầu năm 2023, thị xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức 20 phiên giao dịch việc làm với trên 270 lượt doanh nghiệp tham gia, tư vấn giới thiệu việc làm cho 25,3 nghìn lượt người và trên 3.300 lao động được tiếp nhận và làm việc. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có hơn 600 dự án doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất tại việc làm cho trên 10.000 lao động. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Theo đó, Bộ quy định thời gian tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Các trường học trong cả nước sẽ tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9 năm 2023. Thời gian kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đình Nhân Nội ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, ngôi đình cổ có giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật đã được xếp hạng cấp quốc gia. Tuy nhiên hiện nay ngôi đình đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Đình Nhân Nội được xây dựng từ thời hậu Lê, trùng tu lớn thời Nguyễn, niên hiệu Duy Tân thứ tư năm 1910. Trải qua thời gian mưa nắng, nhiều hạng mục của ngôi đình đang xuống cấp ở cả trong lẫn ngoài. Người dân địa phương cho biết mỗi khi trời mưa trong đình có nhiều chỗ bị dột nước. Thủ tư đình phải dùng nhiều xô chậu để hứng nước mưa. Chính quyền xã Tân Tiến và nhân dân có nguyện vọng trùng tu tôn tạo ngôi đình nhưng vướng ở chỗ. Đây là di tích cấp quốc gia nên phải được sự đồng ý cấp phép của ngành chức năng. Nhân dân mong muốn các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá mức độ xuống cấp để sớm có phương án trùng tu ngôi đình cổ này. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh, vừa qua, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã tập trung nguồn vốn khoảng gần 100 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp trung tâm y tế huyện. Trong đó ngân sách huyện Phù Cừ là 80%. Của tỉnh gần 20%, chi phí xây dựng vào khoảng trên 60 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác như giải phóng mặt bằng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí thiết bị. Công trình khởi công từ tháng 11 năm 2022 và dự kiến trước năm 2025 sẽ hoàn thành với 6 tầng nhà, khoảng 40 phòng khám chữa bệnh, phòng cấp cứu và các phòng chức năng khác. Ngoài ra, cũng xây mới các công trình phụ trợ như vườn hoa, đường đi bộ, hệ thống điện nước, tường rào xung quanh. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vi Hồng Luân, sinh năm 2003, trú tại thôn Mai Hiên, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang về hành vi mua bán người. Qua điều tra xác định Vi Hồng Luân được thuê quản lý nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài hát cho một số quán karaoke và thường đăng bài tuyển nhân viên trên mạng xã hội. Vào khoảng đầu tháng 7 năm 2023, ba cô gái sinh năm 2005, 2006, 2008 ở Nghệ An đã liên hệ và đồng ý đi làm cho Luân. Sau đó, Luân quản lý hết điện thoại của ba cô, không cho liên lạc ra ngoài và bán ba cô gái cho một chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc với số tiền 20 triệu đồng. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cảnh báo, thời gian qua, có một số tổ chức cá nhân lợi dụng chương trình lao động thời vụ theo visa E8 tại Hàn Quốc này để quảng cáo, ký hợp đồng, thu tiền không đúng quy định, hứa hẹn đưa người lao động đi làm việc có thời vụ tại nước này. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã đề nghị công an một số địa phương điều tra về hành vi vi phạm pháp luật của một số tổ chức như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tư vấn Du lịch và Du học Quốc tế TNQ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch LNA. Đơn vị này khẳng định đây là chương trình hợp tác phi lợi nhuận giữa địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc do cơ quan chức năng của địa phương tổ chức triển khai thực hiện, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào. Để tham gia và tìm hiểu về chương trình, người lao động chỉ liên hệ với Sở Lao động Thương binh Xã hội địa phương nơi cư trú.
Ngày 3 tháng 8, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo khẩn trương xác minh báo cáo kết quả xử lý việc nhà xe kêu cứu do liên tục bị chèn ép, ném mắm tôm. Theo đó, xe khách của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải có trụ sở tại tỉnh Thái Bình liên tục bị nhóm người lạ mặt chặn đường hành hung tài xế, ném mắm tôm để gây sức ép không cho đón trả khách. Tình trạng chèn ép diễn ra công khai liên tục nhiều ngày trên đường phố với các hành động như lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ để chặn đầu không cho xe di chuyển. Đặc biệt còn có nhóm người côn đồ tổ chức chặn đường hành hung nhân viên lái xe, cấm không cho đi trước trên suốt chặng đường từ Quảng Ninh về đến huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Vào khoảng 17 giờ 15 phút chiều qua ngày 2 tháng 8, một tàu du lịch biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bốc cháy trên vùng biển Hải Phòng. Rất may, 6 thuyền viên trên tàu đều được cứu nạn kịp thời. Theo đó, vào khoảng thời gian trên tại khu vực Đầu Chu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, giáp vùng biển Quảng Ninh, tàu du lịch mang biển kiểm soát của Quảng Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, tàu chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Hải Phòng 01, Công an thành phố Hải Phòng và lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân các xã lập tức triển khai lực lượng để ứng cứu. Rất may 6 thuyền viên trên tàu đều an toàn và được đưa về Ủy ban nhân dân xã Phù Long, huyện Cát Hải để chăm sóc y tế. Chuyển sang phần tin quốc tế, Trung Quốc ngày 2 tháng 8 đưa ra quy định hạn chế người dưới 18 tuổi truy cập Internet vào ban đêm, cũng như giới hạn thời gian sử dụng thiết bị di động của đối tượng này nhằm ngăn chặn nguy cơ nghiện Internet. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 9 sau khi thông qua thăm dò ý kiến công cộng. Trong đó, người dưới 18 tuổi sẽ bị ngăn truy cập vào Internet từ thiết bị di động từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Một hệ thống quản lý phân cấp thời gian sử dụng điện thoại thông minh cũng sẽ được ban hành, dao động từ 40 phút một ngày cho trẻ dưới 8 tuổi cho đến 2 tiếng một ngày cho thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi. Theo giới chức quản lý, các quy định này sẽ giúp cải thiện vai trò tích cực của Internet, tạo được không gian mạng phù hợp, ngăn chặn và can thiệp vào vấn đề nghiện Internet của trẻ vị thành niên, cũng như hướng dẫn trẻ hình thành thói quen tốt trong việc sử dụng Internet. Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư của Indonesia cho biết, nước này có thể ban hành chính sách thị thực vàng sau 1 hoặc 2 tuần nữa. Chính sách sẽ miễn thị thực cho các công ty nước ngoài hoặc người nước ngoài đầu tư vào Indonesia với một khoản vốn nhất định. Theo chính sách thị thực vàng, các công ty muốn có thị thực vàng phải đầu tư thực tế ít nhất 50 triệu đô la Mỹ, trong khi các cá nhân phải mua trái phiếu chính phủ với giá trị tối thiểu là 350.000 đô la Mỹ. Những người nộp đơn đủ điều kiện có thể nhận được thị thực nhập cảnh nhiều lần, có giá trị từ 5 đến 10 năm. Sau đó họ có thể tiến hành kinh doanh và các hoạt động khác tại Indonesia. Ngoài việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, chính sách thị thực vàng sẽ nhắm tới bộ phận trí thức nước ngoài, bao gồm các nhà nghiên cứu từ các trường đại học hàng đầu thế giới và các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Trong bối cảnh nguy cơ hạn hán trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian tới, Thái Lan, quốc gia xuất khẩu gạo thứ hai thế giới, kêu gọi nông dân giảm trồng lúa, tăng cường trồng các loại cây nông nghiệp thay thế. Văn phòng Tài nguyên nước Quốc gia Thái Lan cho biết, chính phủ đang khuyến khích họ chuyển đổi sang các loại cây trồng cần ít nước hơn. Hiện nay, lượng mưa tại miền Trung Thái Lan đo được cho đến nay thấp hơn 40% so với mức thông thường. Trong khi đó, lượng nước tại các hồ dự trữ ở khu vực đã giảm còn 51%. Giới chức nói rằng cần ưu tiên nước cho sinh hoạt của người dân và duy trì hệ thống sinh thái tự nhiên. Các nhà khoa học Nga cho biết họ đã trồng thành công dưa hấu ở một trong những nơi lạnh nhất thế giới là Nam Cực. Kỳ tích nông nghiệp này là một phần của thí nghiệm tại trạm Vostok của Nga, ở nơi lạnh nhất trên trái đất, nơi từng ghi nhận nhiệt độ lên tới âm 89,2 độ C. Để làm cho nhà kính của trạm Vostok trở nên thân thiện hơn với dưa hấu, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một ốc đảo, nơi họ có thể tăng nhiệt độ và độ ẩm không khí đến những điều kiện thuận lợi cho dưa hấu phát triển. Chính xác là sau 103 ngày sau khi gieo hạt, các nhà nghiên cứu đã được chào đón bằng 8 quả chín ngọt mọc trên 6 loại cây khác nhau. Trong một tuyên bố, mỗi quả dưa nặng khoảng 1 kg và có đường kính khoảng 13 cm. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.